Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để giải cành của Rubik 4x4. Bạn nào xem thì có thể xem lại video đó ở đây. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai bước còn lại để có thể hoàn thành được khối Rubik 4x4. Và trước khi đầu vào video được bạn thấy thích thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại video bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Sau khi giải xong cành của Rubik 4x4, các bạn sẽ tiếp tục làm cross vần màu trắng như Rubik 3x3. Bạn nào chưa biết cách giải cross có thể xem lại video này. Ở đây mình thấy bốn góc cành cross ở các vị trí này. Ở đây và nằm ở trên này. Mình sẽ thực hiện được các góc cành này vào vị trí của nó như sau. Đầu tiên thì mình sẽ xoáy hai lần như thế này để đưa góc cành màu cam và màu đỏ về đúng vị trí của nó. Bây giờ mình sẽ đưa nó vào như thế này. Và khi đưa cọc cành màu cam của mình vào thì mình cũng đã đưa được cọc cành màu xanh dương về đúng tâm của nó ở đây. Như thế này. Bây giờ mình sẽ đưa cọc cành màu xanh dương về đúng ở đây. Vậy là mình đã có một cross vặn màu trắng như thế này. Sau khi đã hoàn thành xong cross vặn màu trắng thì các bạn sẽ đến với bước tiếp theo, đó chính là giải FHL. Nếu bạn chưa biết cách giải FHL thì có thể xem video hướng dẫn tự nghiệm của mình ở đây. Bây giờ mình thấy viên cành ở đây và viên góc của nó nằm ở đây. Mình sẽ thực hiện công thức đó là R, U, R phẩy. Sau khi làm thì mình đã có một cặp cành FHL như thế này. Và mình sẽ cần đưa sau. Và mình sẽ dùng FHL 4 hướng. Mình sẽ U2. Và trong khi đưa cặp này thì mình sẽ để ý bên góc này và bên cành ở đây. Đó. Mình sẽ U2 và nó nằm ở đây. Mình sẽ chuyển nó xuống vào đây. Đưa như thế này. Và sau khi đưa xong cặp này thì mình đã có luôn cặp này. Mình cùng dùng FHL 4 hướng để đưa cặp này ra sau này. Và đưa nó ra sau. Sau khi đưa cặp này ra sau này thì mình sẽ để bên góc bên cạnh của cặp này. Mình đưa nó vào như thế này. Bên góc bên cạnh của cặp này là di chuyển như thế này. Mình sẽ đưa nó vào như thế này. Mình sẽ đưa nó xuống đây. Như thế này. Và bên góc bên cạnh của cặp FHL cuối cùng nằm ở đây. Và đây mình sẽ xoay Rubik qua như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện đưa cặp cành này và đúng với viên tâm màu cam ở đây. Và mình sẽ thực hiện ghép hai viên góc bên cạnh này vào như thế này. Bây giờ mình lại có một cặp FHL ở đây và mình cần chuyển cặp này xuống đây. Mình sẽ thực hiện đưa như thế này. Vậy là mình đã hoàn thành xong tầng 1 và tầng 2 của Rubik 4x4. Sau khi đã giải xong tầng 1 và tầng 2 của Rubik 4x4, các bạn sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là giải tầng 3. Ở bước này các bạn sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, các bạn sẽ không gặp bất cứ trường hợp đặc biệt nào và sẽ giải tầng 3 của Rubik 4x4 giống như tầng 3 của Rubik 3x3. Trường hợp này mình sẽ không hướng dẫn các bạn nữa vì mình cũng đã có video hướng dẫn về tầng 3 của Rubik 3x3. Các bạn có thể xem lại video đó ở đây để có thể giải được tầng 3 của Rubik 4x4. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trường hợp đặc biệt mà các bạn có thể gặp khi giải tầng 3 của Rubik 4x4. Và đây trường hợp đặc biệt đầu tiên, trường này các bạn sẽ có thể gặp một trong hai dạng sau. Dạng đầu tiên là dạng này, các bạn sẽ bị mất một viên cành ở đây. Và dạng thứ hai là dạng này. Dạng này các bạn sẽ chỉ có một cặp cành đúng đây và ba cặp cành còn lại sẽ bị mất. Ở cả hai dạng này đều có một điểm chung, đó chính là các bạn sẽ bị lật một hoặc ba cặp cành và các bạn không thể tạo một dấu cộng màu vàng như cách thông thường. Và ở trường hợp này các bạn có thể đặt Rubik như thế nào cũng được, mặt nào cũng được, và làm công thức sau đây thì có thể lật cành và giải dấu cộng như cách thông thường. Công thức đó chính là R nhỏ 2, B 2, U 2, L nhỏ U 2, R nhỏ phẩy U 2, R nhỏ U 2, F 2, R nhỏ F 2, L nhỏ phẩy B 2 và R nhỏ 2. Sau khi làm thì các bạn sẽ có một chữ L ngược như thế này. Và như Rubik 3x3 các bạn sẽ làm công thức F U R U phẩy R phẩy F phẩy. Đây là các bạn
đã có một số combo vàng như thế này, và như trường hợp này có hai bên góc như thế này, các bạn sẽ để góc bên tay trái và hai bên góc còn lại hướng về phía ngoài này, và sẽ đặt được thế này và làm công thức r u 2 r 2 u phẩy r 2 u phẩy r 2 u 2 r. Bây giờ các bạn đã giải được mặt bằng vàng trên này như thế này. Và đấy trường hợp đặc biệt thứ hai, sau khi bạn đã phát thanh xong PL nhưng vẫn sẽ có hai cặp cạnh kê nhau hoặc là đổi nhau, hoàn đổi vị trí ở nhau. Và đấy giải đầu tiên ở trong này sẽ là hai cặp cạnh kê nhau hoàn đổi vị trí ở nhau. Các bạn dùng công thức nào chúng vẫn hoàn đổi vị trí như thế này, và các bạn sẽ đặt được vị trí này, và dùng công thức đó chính là MR2. MR đấy các bạn sẽ xoáy tương trống này, MR2 U2, MR2 U nhỏ 2, MR2 U nhỏ 2 U2. Sau khi làm thì các bạn đã đưa được về trường hợp chữ U, các bạn sẽ đi mặt đúng là 6 và ba bên cặp cạnh này bị sai. Các bạn sẽ dùng công thức R2 U R U R phẩy U phẩy R phẩy U phẩy R phẩy U R phẩy. Bây giờ các bạn đã giải được dạng đầu tiên của trường hợp đặc biệt thứ hai và đề dạng thứ hai. Ở dạng này thì hai cặp cạnh đối nhau đã hoàn đổi vị trí với nhau như thế này. Các bạn sẽ đặt rubik như thế này hoặc như thế này và dùng công thức tương tự lúc này, MR2 U2, MR2 U nhỏ 2, MR2 U nhỏ 2 U2. Sau khi làm thì các bạn đã hoàn thành xong rubik. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn hai bước giải cuối cùng để hoàn thành được khối rubik 4x4. Nếu các bạn có nếu gì còn thắc mắc hay chưa hiểu cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và nếu bạn thấy video của mình hãy đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.